Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên ra một clip gồm 33 máy câu nha em. Thì 33 máy câu này có những con máy nồi đồng có đá nè, những con máy chuyên cho anh em lure ra, hàng đánh biển cũng có, SW cũng có. Rồi, điểm vô cụ thể từng con máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗi không như clip lên đó, thêm sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Em bán hàng thì em có để số điện thoại cụ thể góc màn hình này. Anh em cần thì có thể alo thẳng cho em, hoặc anh em muốn biết thông tin gì thêm á, các bạn Zalo em chụp hình cận cảnh gửi cho anh em xem nhé. Vô máy thứ nhất tham khảo. Thì máy thứ nhất em lên cho mọi người là một con Daiwa. Thì con Daiwa là một con Daiwa XT1. Đó. Thì con này có xe tương đương với ta xe tầm khoảng 6.000 7.000. Cước 6 nó vô được 180 m, cước 7 vô được 150 m. Thì con này của Nhật nha mọi người, hoạt động ok. Đó. Dạng máy nồi đồng có đá. Thì mọi chức năng hoạt động ok hết, chỉ có một lỗi duy nhất là cái lưỡi gà trong cái nồi đó mọi người. Đây, quay nó không kêu nè, đó. Thì cái nồi nó vẫn còn sáng nha anh em đó. Thì con này anh em về cạo cá khỏi thả ra, con lăn quẩn lăn nha. Thì con máy thứ nhất giá công khai là 300 nha anh em, 300 cộng ship. Con máy số 2, con máy số 2 em lên cho mọi người vẫn là một con máy nồi đồng có đá, máy của Daiwa. Thì con này một con Daiwa XT1000. Thì con này nồi đẹp nha mọi người, nồi đẹp đó. Thì đa phần những máy bãi này mà được cái nồi đẹp như thế này rất là khó luôn. Con lăn quẩn lăn nha, hàng Nhật, Japan. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 6.000 nha anh em. Cước 6 được 150 m, cước 5 được 180 m, hoạt động ok nhé. Lưỡi gà con Daiwa, con lăn đẹp đó. Thì anh em mua máy bãi như thế này rất là quan trọng, những con lăn này đó. Con lăn này mà nó gà si nó bị gì á thì vô cước nó rất là hao cước anh em nha. Đây con lăn này quẩn lăn nha, rất là mới đẹp luôn, lấy cước ok, hoạt động ok, chân chu. Rồi giá con số 2 giá công khai là 400 nha anh em, 400 cộng xếp máy số 2. Tiếp theo máy số 3. Thì máy số 3 là một con máy Ryobi. Đây mọi người, có một con máy Ryobi. Đó, con này vẫn là con nội địa Nhật nha anh em, hàng Japan. Thì ngoại hình tổng thể đó mọi người, ngoại hình tổng thể ok nhá, nồi vẫn sáng nha mọi người. Đó. Máy bãi mà kiếm những con màu sáng như này rất là khó luôn. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 6.000 7.000, cước 6 được 190 m, cước 5 được 260 m nha. Thì đây con lăn vẫn sáng bóng mới nha mọi người. Đó, đây còn vẫn còn lăn cho anh em luôn nhé, lấy cước ok. Tổng thể ngoại hình thì tương đối sáng đó, hoạt động chân chu nha anh em, hoạt động được gọi là chân chu đó, lấy cước ok, hoạt động êm mực đó. Rồi giá công khai máy số 3 giá vẫn là 400 nhé. Tiếp theo máy số 4, con máy số 4 lên cho mọi người là một con máy Daiwa XT. Đó, dòng này dọc support có mặt đạn nha anh em. Đó, đây là một con máy Daiwa XT3. Thì đây anh em, thằng nó đây nó có xuất sắc li ti nha, chóc sơn, nhưng mà đổi lại cái nồi nó rất là mới luôn. Đó, đây này, đó. Đây nồi mới nha mọi người. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 7.000 8.000 nha anh em. Cước 7 được 210 m, cước 8 vô được chắc được 150. Thì cước 6 được mà, cước 6 được 260 m. Con lăn quẩn mới nha mọi người, mới sáng bóng. Nồi thì ok rồi, nồi thì em bao mới với anh em luôn á. Chỉ có ngoại hình thì nó có xuất sắc li ti thế này đây đó. Thì tay quay vẫn là tay quay gấp lên bình thường, mọi chức năng hoạt động ok đó. Con này về anh em cục cha cục chép lên biển cạo cá thả ra đó, rất là đẹp. Đó, có rất là đẹp nha anh em đó. Đó. Rồi con này một con máy Daiwa Japan. Rồi giá công khai máy số 4 giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship. Quay ngược ok, quay tới ok, mượt mà nhé. Tiếp theo máy số 5, con số 5 là cho mọi người một con máy Shimano. Thì con này ngoại hình sáng. Thì con Shimano này là một con Shimano GS đó. Con này có xe tương đương là tầm khoảng 7.000, 7 được 180 m, cứ 6 được 240 m, nồi sáng đó. Đây nè, sáng bóng nha, không lỗi lầm đó.
mô bên kêu bình thường, Shimano hàng nội địa nha anh em, Japan. Đó, được cái ngoại hình đẹp nè mọi người, sáng tay quay kim loại gấp lại bình thường nha anh em, mọi chức năng hoạt động ok hết. Đó, thì đặc biệt con này hoạt động rất là ấm luôn. Đó, cực kỳ ấm, cực kỳ mượt luôn. Đó, con này về cho anh em câu bạo lực, đó, cọc cha, câu chép, câu lăng xê, câu biển, thả ga, rất là ok nha anh em. Rồi, con mã số 5, giá công khai là 650k cộng ship nha. Đó, Shimano, hàng mới. Đó, con lăng quẳng lăng bình thường nha mọi người. Đó, tiếp theo mã số 6, thì con mã số 6 là một con máy được nhiều, rất là nhiều anh em săn đón. Thì con này một con Daiwa GS 3000C. Đó, con này là con Daiwa GS 3000C. Nội nhông của nó là nhông đồng thau nha anh em, nhông cực kỳ bén luôn. Đó, thì tổng thể ngoại hình anh em, tổng thể ngoại hình thì thân thì nó đẹp. Đó, ngoại hình đây, xuất sắc đây ít nè. Đó, tất cả thân đều đẹp nha. Thân máy thì đẹp, hàng xe ben nội địa. Thì con này đấy anh em, nội nó có mũi ăn li ti chỗ này nè. Đó, bên đây cũng vậy, mũi ăn. Thì đây, cũng đây thì có một ít đây nè. Đó, tổng thể thì đó, nhiều nó bị sức nhiều đó, hoạt động được ok. Đó, thì dòng ít đó thì nó vẫn có phá âm nha anh em, nó phá âm cho anh em, hoạt động thì ấm rồi, mượt mà. Đó, đó, rất là ok nha mọi người. Có bị sống ít ít thì cái vụ mồi nồi muối ăn này nè. Đó, em muốn thì em vô dây, vô dây đầy anh em luôn. Đó, rồi em bán máy anh em làm gì biết mà trong đây bị muối ăn. Đó, thôi sau cho anh em kỹ gì luôn. Đó, tất cả máy đều tháo nồi ra sau cho anh em, có gì về anh em tháo cước ra mà thấy muối thì anh em nói thì không được. Rồi, giá công khai của máy số 6 giá là 1.200.000 anh em, giá 1.200.000 cộng ship. Còn con máy SS thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 8.000, cước 7 với từ 100-210m. Đó, thế anh em, nồi nó ngoài dân thế này đây. Đó, đó, rất đẹp nha, hình cá, hình chim, hình người lâm chân nè. Đó, SS đủ tem, giá 1.200.000 cộng ship nha anh em. Con máy số 6 cũng ra trên tay. Tiếp theo là con máy số 7. Con máy số 7 lên cho mọi người là một con Diamond. À, Diamond, một con Diamond Master, một con máy của Korea. Thì con này hình như là của Diamond, Diamond mọi người. Đó, thì con này có xe tương đương tầm khoảng 4.000, cước 4 mới được 150m. Con này chạy 4 mặt đạn để trên máy nè mọi người. Con lăng quẳng lăng, con này thì em bản em tặng dây be theo cho anh em luôn nha, đảm bảo trong đây thì không bị muối ăn nha. Thì không phải là em cái này em làm biến lấy thôi chứ lấy dây ra ok cho anh em liền. Đó, hoạt động ok nha, thêm mực ngược ok nè, quay tới ok nè. Đó, ngoại hình ok, đẹp đẽ, 4 mặt đạn, xây 4.000, tổng thể ok. Rồi, giá công khai con số 7 giá là 350k cộng ship nha. Tiếp theo con máy số 8 thì qua tới đây thì qua dòng tới dòng máy lua rồi, hết dòng máy 7 rồi. Tiếp theo máy số 8, máy số 8 lên cho mọi người một con máy Gardia. Thì con này một con máy Gardia hàng Mercedes-Benz. Thì cái bản Gardia là một cái bản dạng nâng cấp của thằng Kit đó mọi người. Đó, mô bên sóng. Thì nồi này một nồi kit, kit 2506. Đó, nồi kit 2506 thì nó gắn quẩn gắn dừa lên nha mọi người. Đó, chứ không phải nồi zin của nó. Tay quay cốt nè, tay quay đề cao nè, hoạt động rất là ấm nha anh em, rất là ấm và mượt. Dòng này thì nó cũng vẫn trâu bò như kit thôi. Đó, dạng bản nâng cấp của kit mà, hàng nội địa. À, thông số cước này thì em cũng quên là hình như là cước 0.8 mới được 150m. Đó, be 0.8 mới được 100m, đúng rồi, be 0.8 100m. Con lăng thì lăng quẳng đồng thao, lăng quẳng lăng bình thường, máy chạy ABS, cốt bự, mặt đạn trợ lực, gao dây nhanh mong mọi người. Đó, hoạt động ok nè, im mượt nè. Con này về thì anh em có thể câu lóc,
Đó, đánh lốc PE số 1 vô tầm khoảng 100m thì anh em đánh lốc thoải mái rồi. Một bình sóng có nông. Rồi, giá công khai của máy số 8, giá công khai 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu cộng ship máy số 8. Cardia hàng của Japan. Tay quay cúc dặn. Tiếp theo của máy số 9. Thì con số 9 em lên cho mọi người một con Daiwa Kit. Thì con này em chưa tháo PE nha. Con này thì em PE tặng PE cho anh em luôn. Vậy anh em tháo ra thử xem. Có bị muối ăn thì báo em. Trừ hao lại cho anh em liền. Hoạt động ok nè mọi người. Rất là mượt. Thì con này một con kit của Thái Lan xuất nhật mọi người. Con này con kit 2500, cái xe tương đương là tầm khoảng 3000. Đó. Mọi người, cước số 3 được 150m nha. Cước ok khoảng 3000 mà máy nè, xước sát nè, nó chốc sơn nè. Thì tổng thể thì máy xước sát DT có vài chỗ sát nhiều. Đó. Được cái là hoạt động quản ấm nha anh em, ấm mực mà. Máy cước ok. Cốt vẫn là cốt to nha mọi người, cốt vẫn là cốt to. Dòng này anh em câu lóc rất là săn đón nó luôn. Đó. Được cái hoạt động mượt nè, cảo cá khỏe. Máy cước ok. Rồi, con máy số 9 giá vẫn là 1,5 triệu cộng ship nha anh em. Đó. Máy số 9 1,5 triệu cộng ship một con kit. Tạo ra xem luôn. Đây mọi người, đó. Mượt nhá, mượt mà. Tiếp theo máy số 10. Thì con số 10 hôm nay cho mọi người là một con máy Shimano The Win. Thì con này một con The Win 1000. Đó. Xe này rất là hiếm nha anh em. Đó, xe 1000 này rất là hiếm luôn. Thì anh em câu UL, câu suối, câu tôm, đó, đánh cảm giác thì dòng này thì rất là ok rồi. Thì dòng The Win này khá là nổi tiếng rồi. Vừa độ trâu và bò với quay nó mượt mà, nó con lăn là con lăn có mặt đạn anh em, hoạt động mượt mà, có hỗ trợ cốt mặt đạn. Máy The Win 1000 Shimano. Thì máy 1000 thì cước số 1 cước 1,5 nhân 130m, cước số 2 được 100m nha anh em. Hoạt động ok. Đó. ABS đầy đủ. Máy có nút châm dầu nữa nè. Đó. Từ Vin. Một bình sóng. Máy cứ ok. Rồi, giá công khai máy Từ Vin, máy 1000, máy số 10, giá công khai là 1,8 triệu nha mọi người. 1,8 triệu của máy số 10. Theo máy số 11. Con máy số 11 lên mọi người là một con máy Shimano Beamaster, vẫn là xe 1000 nha mọi người. Đây. Thì con Shimano Beamaster là một con Shimano nội địa hàng Japan. Đó. Thì những con máy xe 1000 thế này nè, rất là hiếm luôn. Đó. Được cái nó vừa nhẹ mượt nè. Đó. Thích hợp với câu nhiều thể loại. Anh em có thể câu cả chê hoặc dịch vụ á, rất là thích đến cái con này. Nó dạng lên cảm giác câu ISO, đó, câu hành chấp. Rất là đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp. Bio 1000. Đó. Hàng Japan. Thì con này có cước 1,5 á, thì vô được 130m, cước số 2 được 100m. Rồi, máy số 11 giá là 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu cộng ship máy số 1. Hoạt động mượt mà nhé. Rồi, tiếp theo máy số 12. Thì máy số 12 em đây cho mọi người là một con máy Shimano Beamaster. Thì con Shimano Beamaster là một con Shimano Beamaster 5000 đời 2005. Con lăn ok nha mọi người, vẫn lăn bình thường nhé. Đây, nó chạy xước đây. Đó. Chạy xước. Thì loại này thì nó chạy xước thế này nè mọi người. Đó, con này chạy xước nhưng mà được cái là cối nó đẹp nha mọi người. Cối nó vẫn đẹp nha. Tổng thể ngoại hình chạy trước nhưng được cái cối nó đẹp này, đẹp lung linh luôn. Với chức năng hoạt động thì bình thường. Đó, rất mượt. Con này một con hàng Japan. Nội địa.
Thì dòng bio này xe 5.000 này anh em có thể câu lóc, câu lóc, câu gần, đánh cá tra thoải mái. Đó. Rất là châu bò, dòng này rất châu bò. Thì con này cứ cước á, cước số 5 lên từ 150m, cước số 6 được 125m. Be thì anh em có thể đánh be số 3, be số 3 được 230m nha anh em. Đó, be số 3 là đánh lóc bông mà khỏi chê. Đó. Hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó, không lỗi lầm. Am bát đầy đủ. Đó. Rất là ấm và mượt luôn. Rồi, giá công khai con máy số 12, giá là 2 triệu nha mọi người. Do ngoại hình nó có xuất sắc thế này nè. Đó. Nhưng mà em đảm bảo mọi chức năng với anh em hoạt động bình thường hết nha. Rồi, máy số 12, giá là 2 triệu. Theo sẽ là con máy số 13. Thì con máy số 13 em lên mọi người một con máy Shimano B-Master. Thì dòng Shimano B-Master này là rất là được anh em chào đón ở Việt Nam. Đó, dòng trắng ngọc trinh nè. Đó. Shimano Meter XT. Thì con này nội địa nha anh em. Đời nội địa. Thì con này ngoại hình nó tổng thể nó rất là mới nha mọi người. Đây, có xước sát ít ở đây thôi. Em số con đầy đủ hết. Con ốc này anh em. Đó, nguyên zin nhá. Con này chưa đụng chạm gì tới luôn. Tổng thể đẹp. Thì con này cước số 4 á vô được 150m, cước số 5 vô được 110m. Đó. Đẹp nha anh em. Đây, trong đây thì nó có bị một vết này là bị mối ăn nha anh em. Đây, đó. Như vậy thôi. Tổng thể thì ok hết. Màu trên thì đẹp. Con lăn vẫn đẹp nha mọi người. Thì hoạt động bao mượt rồi. Rất là mượt quá. Tay quay đôi. Rất là mượt nha mọi người. Thì con này về thích tập cho anh em câu lua, câu cha, câu chép, câu lăn xê. Anh em có thể câu lục cũng được. Đó. Rồi, giá công khai máy số 13, giá là 1 triệu 6 nha anh em. 1 triệu 6 cộng ship. Tiếp theo máy số 14. Thì máy số 14 là cho người quẳng một con Shimano Master. Thì con này có size là 6.000. Đây. Thì con này được cái ngoại hình mới. Con này mới giống như cỡ 93-95% anh em. Nồi không bị gì luôn nè. Đó. Diện trên cũng vậy. Con lăn quẳng đẹp. Đích không bị xước sát luôn. Đây. 6.000. Shimano Master hàng Japan, dạng giống như hàng trưng bày luôn mọi người, rất là đẹp nhá, đẹp mới cứng luôn, ốc vít thì chưa đụng tới chạm tới luôn nè, đó. Nguyên zin, tay quay gập, cán gỗ, hoạt động bao mực mà, đó. Ấm qua mực nha anh em, con này về anh em câu cá tra, câu lăn xê, câu lục, đó. Rất là ok nhá, tay quay nấm gỗ. Rồi, giá con thang máy số 12, giá 14, giá là 2 triệu nha nè, 14. Giá 14 2 triệu, máy iPad đầy đủ nha. Cái ngược với xuôi ok. Đó. Tiếp theo máy số 15. Thì con 15 này được ông anh gửi bán hộ, đó, khách gửi. Thì con 15 vẫn là một con Shimano Master, thì con này là một con Shimano B-Master 8.000. Nồi ngoại hình nồi thì nó vẫn đẹp nha anh em. Đó. Có một vết mối ăn nhẹ chỗ này. Đó. Tất cả ok hết. Ngoại hình thì nó không được mở như con 6.000 đâu. Đó. Số bên đây là con bay Shimano B-Master Japan. Đó. Xuất sắc, xuất sắc. Hoạt động thì ok rồi. Đó. Những cái dòng Shimano trắng ngọc trinh này thì hoạt động khỏi bàn. Đây là bộ bên sống, con lăn bằng sứ, con lăn bằng thau, hoạt động ok nha mọi người, âm mượt. Rồi, giá công khai con máy số 15, giá là 2 triệu, máy 8.000, thì cước số 8 được 150 cục mét, cước số 6 được 200 mét.
tiếp theo con máy số 16 thì con 16 đây cho mọi người vẫn là một con máy Shimano Beamaster. Thì con này Shimano Beamaster MG 2500S. Thì dòng này thì một dòng máy cối bấm nha mọi người, cối bấm đời 2007 đó, cối nông. Thì loại này chuyên cho anh em câu dây be, thì be 0.8 do được 150m, be số 1 do được 110m nha mọi người. Thì nói chung thì ngoại hình nó thì xước xác đây đó, xước xác nhá. Con lăn này vẫn lăn bình thường, ngoại hình tổng thể thì nó có xước xác thế này đây đó, nó đang vẫn lăn nha. Có nút châm dầu nè đó, hoạt động thì nó im mượt rồi, im cái mượt luôn á, rất là mượt mà. Hàng Japan, hàng nội địa đó, hoạt động mượt ẩm nè. À, rất là mượt. À, cốt có nhận cốt to, anh em không thích bấm thì anh em có thể lấy cốt ra được này. Đó, rất là chắc nha mọi người, chắc và ngầu. Rồi giá công khai máy số 16, giá là 1.800.000 nha. Tiếp theo máy số 17 thì con 17 lên cho mọi người một con đai qua Lubias. Thì dòng đai qua Lubias này dòng này đẹp hàng Japan. Thì con này còn túi như thế này, còn túi, còn hộp, còn đủ phụ kiện hết. Đó, túi như đây, hộp như đây. Đó, cách hướng dẫn hình như là có lông đền luôn á, có lông đền cho nó luôn nè mọi người. Đó, đủ hết, đủ phụ kiện này. Thì dòng Lubias này một dòng Lubias cối nông, hàng chia anh em câu cá suối, đánh nhẹ nhàng thôi. Đó, anh em dòng tua của nó là 4.9:1, thu một dòng dây được 72 cm, nặng là 215 g, 6 mặt đạn. Thì con này cứ số 1 á, vô được là 111m nha anh em. Đó, full hộp Japan đồ đẹp đây, sau cho anh em xem tổng thể ngoại hình mới cứng nha anh em, hàng giống như hàng trưng bày luôn á, rất nó không bị xước luôn nè. Đó, những cái mạ thế này nè rất là dễ bị xước nha anh em. Này xếp bên nơi đè đây qua lùi á, mô bên đẹp. Thì con chỗ này có tay quen dính này nè, nó bị xước một nhẹ một miếng nè mọi người. Đó, thấy không, hoạt động đây rất là ấm và mượt, mượt mà. Đang ngược ok nè, quay tới ok nè, đây cước ok nè. Rồi giá con hai con máy số 17, giá là 2.300.000 nha anh em, 2.300.000 cho con số 17. Tiếp theo máy số 18 thì con 18 lên cho mọi người là một con máy Shimano Beamaster, con Shimano Otega. Thì dòng Otega này một dòng Otega nội địa nha mọi người, đời 2009. Đây, nội địa Japan. Đó, Otega 2500. Con này thì em đảm bảo với anh em, mượt, cực kỳ mượt. Đó, mượt quá ấm nữa. Anh em may về mà nó có bị không mượt á, thì cứ gỡ trả qua em liền, chưa nói tới ngoại hình. Đây, tổng thể ngoại hình thì còn ok nha anh em. Đó, cái anh em về gắp tay quay vô quay á, mà nói là Nguyễn ơi cái này nó không có mượt, rồi ok nhận lại liền. Đó, thì dám đảm bảo với anh em vậy luôn. Con này hàng Japan, con này có xây 2500 nha anh em. Đó, tùy ra cước thì 2.5 được 100, cước số 2 được 140m. Ở cái này pro bị đây ni lông, cước 2.5 giờ được 150m, cước số 3 được 120m cho anh em. Thì dây BE thì anh em có thể đánh BE 1.2 giờ được 220m, BE số 1.5 giờ được 160m, BE số 2 chắc giờ được 2, ta được 100m cho anh em. Hoạt động thì em đảm bảo anh em mượt mà. Đó, tổng thể ngoại hình thì nó xuất sắc. Đó, rất là mượt, hỗ trợ ABS đầy đủ. Thì con này nói chung là lắc tay không cũng quay nè. Đó, nè để lên để kiểu nhẹ cái lăn nè, đó thấy không, rất là mượt nha anh em.
Rồi, con máy số 18 giá là 1,2,3 cộng ship anh em, hàng Otega, hàng Japan. 18,2,3 cộng ship nha. Rồi, con máy số 18,2,3 cộng ship. Tiếp theo là con máy số 19 anh em. Thì con 19 và con 20 là một cặp. Đây. Đó. Shimano Vector C3000 dòng máy body. Thì em về được một con, hai con, ba con máy C3000 máy body. Thì con số 19 là một con máy Shimano Vector máy dòng máy body. Thì con này đời 2005 nha anh em, đời 2005. Đây, đó. Tổng thể ngoại hình thì nó đẹp lung linh. Đó. Hoạt động thì nó mượt mà, ấm áp. Đây, đít nó không bị xước luôn. Thì có cái tội là cái nồi của nó nha mọi người. Nồi của nó đây, nó bị chóc cái tem á. Đó. Đó, nhưng mà vẫn còn rất là mới nha, do cái này chắc người ta ngón tay nó khều vô cái là chóc à, do chả biết nó trên là nhiệt độ hay gì đó. Hoạt động thì ok, mượt mà nha mọi người. Đó. Rất là mượt, dòng xe 3000, dòng máy body, đó, làm nhỏ gọn máy lại. Thì máy thì body cỡ 2500 thôi, nhưng mà thông số vẫn là thông số có 3000. Thì con này cước số 3 thì nó vẫn vô được 150m nha mọi người. Cước số 3 vô được 150m, để em đọc thông số con kia cho dễ. Thì ngoại hình con này em đảm bảo mới tầm khoảng 93-95%, không có xước xát gì nhiều hết, chỉ có cái tem nồi nó bị bay màu thế thôi. Đó, hàng Japan, nồi đẹp. Thì con này nó vẫn sủ là copy nha mọi người, cốt vẫn là copy. Trợ lực da cứt. Đây, 205, hoạt động mượt mà, ABS đầy đủ. Rồi, giá con thang máy số 19 giá là 2,3 nha anh em, 2,3 máy số 19. Tiếp theo máy số 20. Đây. Con này thì thông số đầy đủ, ngoại hình thì như con kia luôn, cứng mới cứng. Đó, rất là mới luôn. Đây. Đít không bị xước. Đẹp nha anh em. Tổng thể là đẹp. Hàng Japan, hàng Nhật. Hoạt động thì mượt mà rồi. Đó. Rất là mượt quá. Con này anh em thích hợp cho anh em luôn lóc, luôn chẽm. Đó. Đánh giá thiệt. Thì con này còn có xây 3000 thì cước số 3 được 150m, cước số 4 được 110m. Thì BE thế, thì BE số 1.5 nó vô được 210m, BE số 2 được 180m. Đó, ngoại hình đẹp đẽ nè, cốt vẫn là copy, cốt trợ lực. Thì con số 20 giá là 2,5 nha anh em. 2,5 con máy 20. Tiếp theo con máy số 21. Thì con 21 em lên cho mọi người là một con Shimano Master. Thì con này là đời 2008. Những đời cuối cùng nó sản xuất tại Nhật nha anh em. Thì con này vẫn là một con máy C3000 dòng máy body. Đó. Lắp tay quay cho anh em. Đó, con này thì làm qua tay quay cốt này. Tổng thể thì ngoại hình nó có xuất sắc nha mọi người. Đó, con này thì có xuất sắc nha, đất đây anh em, nó xuất sắc li ti nè. Đó, đây xíu cái này li ti được cải, con này đời cao. À, tay quay vẫn là tay quay cốt. Đây, con lăn nó xuất sắc cái này tí nè. Đó, mô bên là mô bên sống, cốt là đó, bên sống và còn bên em êm mực. À, dòng xe dòng 2008 này, dòng xe 3000 thì hoạt động ok rồi, không cần gì phải bàn, nút nút trăm dầu. Hàng ốc thì con Nguyễn Xin nhìn em. Đó, hàng Nguyễn Xin. Thì con này có đời 2008 xe 3000 thì cước số 3 như được 150m, cước số 4 như được 100m. BE thì BE 2 số 2 chỉ được 180m, BE 1.5 chỉ được 170m nha anh em. Hoạt động ok, im mực, ABS đầy đủ.
con số 21, giá công khai là 2.600.000 nha mọi người, 2.600.000 21. Tiếp theo con mã số 22 thì con 22 là một dòng máy SW đó, dòng C dòng SW 4000. Thì dòng máy này vẫn được sản xuất tại Nhật nha anh em, đời đời 2011 đó. Dòng SW này thì nó có công nghệ là nó kháng nước, kháng muối. Nè, một bên nghe cực kỳ bén nha mọi người. Đó. Một bên đẹp nha anh em. Đó. Con này dạng như mới, mới cứng. Nó có xước xát do quá trình vận chuyển nè, đó. Xước xát ít. Đứt tới đây. Đó. CPN 4000 XG. Thì dòng XG là dòng tua nhanh nha anh em. Đó, tua nhanh anh em có thể đi lua. Một số anh em có thể câu câu lục. Đó, câu lục, câu biển thoải mái nha. Hoạt động thì bao mượt rồi, mượt mà rất đẫm luôn, không có tiếng động lạ luôn. Đó. Rất là mượt. Đó, để gần cho anh em xem luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường, tay quay đấm tròn. Đó. Tay quay cũng rất là sắc sảo đẹp nha mọi người. Thì những dòng này còn rất là hiếm à. Đời này về đa phần về là sẽ về hàng Malay, ít khi nào về Japan đó. Rồi, giá công khai mã số 22, giá là 3.200.000 nha anh em. 3.200.000 mã số 22. Thì con này cước 4 đi từ 150m, cước số 5 đi từ 125m. BE thì anh em có thể đánh BE số 2 được 210m nhé. Hoạt động mực. Tiếp theo em lên mọi người là máy số 23. Thì máy số 23 em lên mọi người là một con máy có nông đại qua emblem. Con này hai nồi nha anh em. Con hai nồi còn hợp luôn. Đó. Đây, đại qua emblem 450A. Thì con này còn hợp, để em xem có gì trong đây. Còn tối nha mọi người, còn tối sách hướng dẫn. Thì con Daiwa Emblem này thì dạng chiên anh em câu lục, câu gạt bờ biển. Đó. Thì con này dòng tua của nó là 4.2.1, thu một dòng dây của nó thu là 100cm, nặng là 640g, 5 vòng bi. Tải mát là 20kg anh em. Đó, những dòng này rất là trâu. Thì thông số dây đây, cước số 8 được 150m, cước số 6 được 200m, xe tương đương là tầm khoảng 8.000, hàng Japan Tokyo. Đó. Thì tổng thể ngoại hình thì máy này nó xuất sắc li ti nha mọi người. Đây. Đó, xuất sắc li ti. Xước dạng cái vành này đất thì ok. Đó. Không có xước xác gì nhiều. Emblem. Xước cho này cái quạnh, cái quạnh thì nhiều. Con lăn vẫn lăn bình thường. Nồi thì đẹp rồi. Đó, hai nồi nha anh em, hai nồi. Xem. Hai nồi cùng thông số nha anh em, hai nồi cùng thông số. Hàng vẫn là hàng Japan. Thì đánh giặc từ biển, đánh lục thì những dòng này thì đánh rất là trâu nha anh em. Máy có nông, ra cước nhanh, xa. Vây khỏe, mượt, nhẹ tay, bộ bên sóng. Đó. Đây, nồi cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai của máy số 23, giá công khai là 2.300.000 nha mọi người. 2.300.000 máy số 23. Tiếp theo máy số 24. Thì con 24 em lên mọi người vẫn một con máy đây qua emblem. Thì con này vẫn còn tuổi còn hợp nha anh em. Đó. Con này vẫn còn tuổi còn hợp. Thì con này thì 5.000 á, thì có xe tương đương ra tập khoảng 10.000. Cước số 10 được 150m, cước số 8 được 200m, cước số 6 được 300m. Thì con này có vòng tua của nó là 5.1.1. Một vòng thu dây thu được 122cm, nặng là 640g. Tải mát của nó là 420kg nha anh em. Thì con này còn túi, không có túi nha mọi người. Con này không có túi, chỉ có hộp thôi. Đó. Anh em cần thì chắc em cách soạn túi em gửi tặng cho anh em. Con này em tặng cho anh em cái dây của nó theo máy nha anh em. Dây này dạng dây xịn đó.
quay cam nữa coi để nó xéo quay. Tổng thể nè, tổng thể màn hình đẹp nha anh em. Đó. Nồi đẹp. Thông số đẹp. Hàng xếp pen ở đĩa nha anh em. Đây nó có xước xác đây chút xíu nè. Hàng xếp pen ở đĩa. Hoạt động mượt mà. Đó. Rất là mượt luôn. Mượt quả nữa. Bình vẫn là 46. Để rất ok. Rồi, giá công khai mã số 24, giá là 2 triệu anh em, 2 triệu cộng ship. Em sẽ lên những con máy trên đây anh em. Những con máy này đời khá cao. Thì tiếp theo là con máy số 25. Thì con 25 lên cho mọi người một con Shimano Utega. Con này một con C3000 HG. Thì dòng C3000 vẫn là một dòng máy body. Đó, nhỏ gọn. Thì con này còn hộp còn phụ kiện lông đền cát hướng dẫn thì không thấy túi đó. Thì con này dòng tua HG thì dòng tua khoảng 6 chấm, dòng tua của nó là 6 chấm anh em, nặng là 270 gram. Đây thông số của nó, đây cước số 3 giờ được 150 m, số 4 được 100 m, be thì be số 2 được 180 m. Đó, B 150 được 270 m. Pen nội địa, mấy cái pen hàng của Nhật. Đây mọi người. Đó. Thì dòng máy này dòng máy đời cao, đặc biệt nó sơn rất là đẹp. Để em bắt cái đèn lá lên cho mọi người xem. Đó, em... dạng nó sơn máy dạng ánh kim á. Đó. Loại này thì anh em ra ngoài nắng câu thì rất là chói luôn mọi người, chói và sáng. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Rồi đẹp. Ngoại hình bao mới luôn á. Đẹp cực kỳ. Đây mọi người, đó. Ngoại hình thì em bao mới cho anh em nha. Mô bin là mô bin sống. Rất là ok. Hoạt động bên em. Hoạt động mượt mà nhé, không lỡ lầm. Máy ABS đầy đủ, phá dính, phá dính. Con này đời 2010 anh em, đời 2010, hàng nội địa. Đó, con này về anh em câu lua, có thể câu cá chê, cá tra, câu đăng xê được luôn, thoải mái nha mọi người. Rồi, giá công khai mã số 25, giá là 2.3 anh em, 2.3 cộng ship mã số 25. Tiếp thêm lên nhanh cho mọi người những con máy đánh biển dạng bạo lực câu tra thịt. Tiếp thêm lên cho mọi người là một con Ascension. Đây, dòng này mấy lần trước cũng về khá nhiều, bạn cũng rất là nhanh, khách hàng phản hồi rất là ok. Thì con Ascension này một dòng máy SW6000 HG. Thì dòng này kháng muối anh em, kháng muối kháng nước luôn, tay quay vẫn là tay quay cốt, dạng tay quay đề cao quay. Đó. Con này là con máy Shimano, hàng Malaysia xuất Nhật nha anh em. Đó, dòng máy đời cao Shimano Malaysia xuất Nhật. Hoạt động thì mượt mà, không lỗi lầm. Thì dòng HG này á, thì dòng tô của nó là 5.7 nha anh em. 5.7. Đó, hoạt động rất là mượt nha. Mô bin sống. 6.000 thì cước số 6 được 150 m, cước số 5 được 190 m. Be thì be số 4 được 210 m, be số 3 được 300 m. Tổng thể ngoại hình thì đẹp nha mọi người, đẹp đẽ. Dòng này cạo cá, câu biển, câu dít thì thoải mái. Rồi, giá công khai con máy số 26, giá là 2.6 triệu nha mọi người. Đó, dòng HG 6.000. Tiếp theo là một dòng SW Ascension 6.000 BG. Thì dòng BG, dòng tua của nó là 5 chấm nha anh em, 5.1, 5 chấm. Vì tổng thể đây anh em, ngoại hình thì bao đẹp rồi. Đa phần những con máy này em lấy tại cửa hàng. Đó. Họ chỉ dùng lướt thôi, trẻ một cái máy không dùng luôn. Đó. Họ chỉ để trưng bày do ngoại hình nó xuất sắc nè. Đó. Nên không có hộp, không có đảm bảo gì nên máy cũng có quá. Không chắc với anh em. Đó. Mua là mua bên sống.
hàng Malaysia xuất nhật anh em đó. Assistant hoạt động vẫn im mượt mượt mà đó. Thông số thì nó vẫn giống con máy số 26 thôi đó. Cất ok rồi, giá công khai máy số 27 giao bán 2,6 triệu nha anh em. Máy đẹp rồi, ok hết nha, không lỗi lầm. Tiếp theo máy số 28 thì 28 lên cho mọi người là một con Ferrox. Thì dòng Ferrox này, một dòng máy Ferrox vẫn là SW, dạng này đánh biển câu dít. Con này HG dòng tua 5.7 nha mọi người. Tay quay vẫn là tay quay cốt dặn, nấm quằn nấm tiếp tròn đó, khá ngầu. Thì con này có xe tương đương 5.000 anh em. Em về được hai con 5.000, hai con 6.000 và hai con 8.000 đó, rất là đủ cặp. Mua bên là một bên sống. Thì con này thì cước số 5 vẫn vô được. Con này đánh bê nha mọi người, bê số 3 được 240 m đó. Con này vẫn là bình thường, máy vẫn là máy của Malaysia xuất nhật SW 5.000. Thì dòng phi gót này anh em có thể tay to tí, anh em có thể câu lua đó. Dạ anh em lua chậm chim u minh rất thoải mái anh em, rất là mượt nè đó. Đây, lắc tay thôi cũng vậy nữa nè đó. Rất là ok nhé, hoạt động mực mà không bỏ lầm, không xước luôn. Một bên là một bên sống rồi. Con máy số 28 giá là 2 triệu nhé. Tiếp theo máy số 29. 29 thì vẫn là một con Ferrox, thì con này vẫn là con 5.000 đây đó. Tổng thể ngoại hình thì vẫn ok, có xước xác li ti cái này tí nè, chỗ này thì vẫn có một tí xích xác nhẹ đó. Con lăn vẫn lăn. Thông số thì nó vẫn giống máy số 28, cước bê số 3 được 240 m, hoạt động thì mượt mà đó. Anh em có thể câu dít, câu cha thịt, lua, câu lăn xê, cha chép tỏ máy. Dạng 5.000 thì đánh dạng đa năng này đó, nó cũng không quá nặng cũng không quá nhẹ. Rồi, con máy số 29 giá bán là 2 triệu nha mọi người. Tiếp theo máy số 30. Con 30 em lên cho mọi người một con máy Ferrox SW 6.000 HG. Thì con này vẫn là hàng của Malaysia xuất nhật. Đó. Được cái là con này còn hộp nè. Còn sách hướng dẫn, túi lông đèn. Đủ phụ kiện luôn. Thì con này nó có dòng tua 5.7.1 nhìn em HG. Đó. Thông số của nó đây, cước số 6 được 160 m, cước số 4 được 2. Cước số 4 vô được 240 m, cước số 5 được 190 m. Bè thì bè số 4 vô được 210 m nha anh em. Đó. SW. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Đó, dòng 6.000 thì dạng chuyên về cho dít nè, cho dít nhiều. Anh thôi đánh cha, câu lăn xê. Máy đẹp. Những con máy này lấy tại cửa hàng nên rất là ok nha mọi người. Đó, tổng thể đẹp. Đây quẩy nó tao bay đánh tròn. Hoạt động vẫn là mượt mà anh em, đặt tay là quay nè đó, rất là mượt nha. Rồi con máy số 20, con máy số 30 giá công khai là 2,3 triệu cộng ship nha mọi người, 2,3 triệu cộng ship cho máy số 30. Tiếp theo ba cuối cùng, con 31. Thì con 31 lên cho mọi người một con Ferrox đây, vẫn là 6.000 SW. Thông số đây nó vẫn giống như con 30. Thì con này nó có thêm một cái là cái chống ngã máy đây đó, chống ngã nha anh em. Đây. Nó có thêm cái chống ngã đó, rất là ngầu. Thì hoạt động thì ok rồi, bao mượt với anh em luôn rồi đó. Mô bên vẫn là một mình sống. Ngoại hình tổng thể thì đẹp rồi, đứt dạng không bị xước luôn.
đẹp lung linh nha anh em. Đó. À, quay ok. Thì con này thì nó vẫn còn túi nha anh em, còn túi sách hướng dẫn đầy đủ lông đàn. Rồi túi của nó đâu luôn rồi. Có gì em bỏ túi vô cho anh em. Đó. Rồi, giá công khai của máy số 31, giá vẫn là 2,3 triệu anh em, 2,3 triệu con máy 31. Thì con này được lời cái là cái nấm này, đó, cái nấm chống ngã. Đây. Tiếp theo máy số 32, con 32 em lên cho mọi người một con Ferrot SW, con này con 8 ngàn. Thì dạng này nó bạo lực, câu dứt điển, đó, câu tra thịt. Và hoạt động ok nha mọi người. Đó. Rất là mượt mà luôn. Thì loại này đổi trái phải bình thường nha anh em. Đó, đổi trái phải bình thường. Dòng tô vẫn là 5.7 nha anh em. Dòng tô là 5.7. Tại vì dòng này dòng HG. Cước be số 4 như được 300m. Tổng thể ngoại hình đẹp. Đít không bị xước luôn. Nhà bán hàng Malaysia xuất Nhật. Rồi, giá công khai của máy số 32, giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu máy số 32. Tiếp theo máy số 33, con máy cuối cùng. Thì con này một con SW BG anh em. Dòng BG, dòng chiên cảo. Dòng tô 5 chấm. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Đó. Đít không bị xước. Nồi đẹp. Đó, anh em có thể câu tra thịt, câu tra giải thì đánh với con này. Đó. Kinh tế vừa vừa đánh mấy con này, rất là trâu bò, được cái nó rất là lực luôn. Đó. Rồi giá công khai của máy số 33, giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cộng ship. Đây để tay nó cũng quay nè, nó để xuống là quay rất là mượt nhá. Rồi đó, tổng cộng 33 máy em lên cho hôm nay. Nếu em ưng con nào chốt em để xuống thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn em.